Tiểu sử nghệ sĩ Mai Thanh Dung. Nghệ sĩ Mai Thanh Dung là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Với gần 50 năm theo đuổi nghệ thuật, từng để lại dấu ấn sâu đậm qua vai diễn bà Tư Ủ trong phim Đất Phương Nam. Nghệ sĩ Mai Thanh Dung sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Bà xuất thân từ gia đình công chức, không ai theo đuổi nghệ thuật. Thậm chí, bà ngoại của bà từng hết lời ngăn cản, không muốn cháu gái xa chân vào môi trường nghệ thuật. Thế nhưng vì đam mê, nữ nghệ sĩ đánh liều giấu gia đình, thi vào trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, nào ngờ đậu thủ khoa. Để theo đuổi đam mê nghệ thuật, cô gái 16 tuổi khi ấy phải hứa với gia đình hoàn thành tốt chương trình học văn hóa. Cũng chính vì thế mà Mai Thanh Dung học ngày học đêm không dám có phút giây lơ là. Nữ nghệ sĩ kể, sáng tôi học văn hóa, chiều học ở trường nghệ thuật, tối ngày chẵn thì học tiếng Anh. Chưa hết, về nhà tôi còn phải học bài đến khuya. Nghĩ lại, không hiểu sao tôi có thể kiên cường đến vậy. Cuối cùng, tôi cũng mang bằng tú tài về nộp cho mẹ. Vậy là yên tâm. Nghệ sĩ Mai Thanh Dung cho biết, trong 4 năm theo học tại trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, năm nào bà cũng đạt học bổng. Sau khi tốt nghiệp đạo diễn năm 1980, bà được giữ lại trường dạy môn tiếng nói sân khấu. Vì sớm trở thành người thầy nên bà có rất nhiều học trò, trong đó có rất nhiều ngôi sao lớn thành danh như Hồng Đào, Minh Nhí, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Trung Dân, cùng nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ sau này. Trong thời gian giảng dạy, nghệ sĩ Mai Thanh Dung vẫn tham gia vào diễn xuất. Ngày trẻ bà có gương mặt đẹp thanh thoát kiểu Tây và vóc dáng thon thả nên chuyên được giao vai Đào Đẹp. Thế nhưng, sau khi sinh con, bà bị bệnh đau cột sống cần phải uống thuốc điều trị. Tác dụng phụ của thuốc khiến bà tăng cân mất kiểm soát. Sự cố ấy tưởng chừng khiến Mai Thanh Dung từ bỏ nghiệp diễn, nhưng rồi bà được đạo diễn Đăng Nhân mời vào vai hài Nikulina trong vở Dư Luận Quần Chúng. Từ đó, Mai Thanh Dung đã gây ấn tượng sâu đậm trong mắt công chúng qua hình ảnh diễn viên ngoại cỡ với tính cách tốt bụng, duyên dáng và hài hước. Năm 1997, vai bà Tư Ủ trong phim Đất Phương Nam là một trong những vai diễn nặng ký theo cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng trong hành trình diễn xuất của bà. Bên cạnh đó, bà còn rất nhiều vai diễn ấn tượng khác. Nói về thầy của mình, danh hài Trung Dân chia sẻ, cô Mai Thanh Dung là một trong những người thầy tôi yêu quý và kính trọng. Ngoài tài năng diễn xuất, cô có phương pháp giảng dạy rất sống động. Điều tôi thương nhất ở cô là sự gần gũi, mộc mạc và chân thành. Tuổi xế chiều nhiều bệnh tật, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nghệ sĩ Mai Thanh Dung cho biết, ở tuổi 66, bà mang trong mình nhiều bệnh tật, đặc biệt là những căn bệnh của bà đều khó trị, có thể bột phát bất cứ lúc nào. Đến một ngày cách đây vài năm, bà không còn chịu đựng được nữa, phải nghỉ diễn vì sức khỏe không đảm bảo. Dẫu vậy, với lòng tự trọng của người nghệ sĩ, bà không muốn than vãn nên ít ai biết hoàn cảnh thực sự mà bà phải đối mặt. Bà lui về một góc riêng, lặng lẽ. Nghệ sĩ Trung Dân là một số ít học trò biết bệnh tình của thầy mình. Trong một ngày cuối tháng 3, anh đã âm thầm đến thăm và sau đó thông báo cho các học trò cũ của nghệ sĩ Mai Thanh Dung biết. Trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Mai Thanh Dung kể, năm 2002, tôi bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ cấp cứu kiểm tra, phát hiện tôi bị mất một động mạch. Bác sĩ gặng hỏi tôi trước đây có từng bị nhồi máu cơ tim lần nào không, tôi nói không. Nhưng rồi nhớ lại vào đêm giao thừa năm 2000, tôi bị lạnh người, vã mồ hôi, choáng váng, khó thở. Bác sĩ nói tôi đã bị nhồi máu cơ tim mà không biết, chỉ có điều kỳ diệu gì đó, tôi mới sống được, nhưng nó đã hủy mất một động mạch của tôi. Bác sĩ phải đặt stent, một ống đỡ động mạch vào tim tôi, và căn dặn 5-7 năm sau thì phải thay. Gần đây, sức khỏe tôi sa sút, vào viện tim khám lại thì trái tim tôi đã tổn thương nặng nề lắm, phải phẫu thuật chân, lấy stent để đặt vào tim, nghĩa là phải mổ hở hai vị trí. Tôi bị tiểu đường nhiều năm và sức khỏe giờ đã yếu, không biết có chịu đựng nỗi ca phẫu thuật không. Hơn 20 năm trước, tôi mổ cột sống, mủ và máu ứ đọng trong vết thương đến 5 tháng mới lành. Bây giờ phẫu thuật đến hai chỗ cùng lúc, tôi e rằng mình không thể vượt qua.
mà không mổ thì tôi vẫn cảm thấy sinh mệnh của mình rất mong manh. Nhiều thế hệ học trò cùng nhau tri ân. Cuộc đời của nghệ sĩ Mai Thanh Dung trên màn ảnh rất vui vẻ và duyên dáng, nhưng đời thực rất thăng trầm. Bà yêu và cưới giảng viên Hà Văn Ngọc Dương, người phụ trách giảng dạy môn lịch sử mỹ thuật tại trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai người đều là giảng viên và nghệ sĩ nên không kiếm được nhiều tiền. Năm 1988, bà và chồng tích cóp được tiền mở một tiệm thuốc Tây, nhưng đến năm 1997 thì phải đóng cửa. Lúc đó, bà có hai con nhỏ, lại mất nguồn thu nhập quan trọng nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, bà và chồng vẫn nỗ lực nuôi hai con đến trưởng thành, thì cả hai đều ngã bệnh. Hiện tại, ông Hà Ngọc Dương bị tai biến nặng, nằm bất động. Thế là việc mưu sinh buộc phải trông cậy vào người con trai út là nghệ sĩ lồng tiếng Hà Mai Quang Vinh, cùng con gái đang ở nước ngoài. Quang Vinh là người con giỏi giang, nhưng thu nhập của một diễn viên lồng tiếng chỉ đủ đảm đương trong điều kiện bình thường. Trong khi đó, tiền thuốc cho cha và mẹ bệnh nặng là một khoản rất lớn. Người con gái lớn của nghệ sĩ Mai Thanh Dung rất hiếu thảo như em trai của mình, nhưng chị lần lượt sinh đến ba con. Mà cuộc sống ở hải ngoại có quá nhiều chi phí, nên chỉ đỡ đần cha mẹ trong khả năng cho phép. Hiểu rõ hoàn cảnh của nghệ sĩ Mai Thanh Dung, nên các học trò nhiều thế hệ của bà đang vận động cùng nhau làm điều gì đó để tri ân. Sự quan tâm của học trò khiến nghệ sĩ Mai Thanh Dung cảm động. Lòng tự trọng đã khiến cho bà và gia đình không muốn nhận sự giúp đỡ nào, nhưng nhiều học trò của bà hiểu rằng, trong bối cảnh như thế, họ biết phải làm gì với vị thầy đáng kính của mình. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!